Xin chào tất cả các bạn, mình là Kensuke. Lần này mình sẽ nói sao đây? Để xem cho xem các skill của Smasher level 93. Rồi bây giờ nó cũng có dash như mấy cái class khác thôi. Y hệt thôi. Đâu à, lúc đó có thể sử dụng được mấy cái skill này này, bên cái Majesty quên nói đó. Rồi mấy cái skill mà nó đây nè, nó gạch 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 là nó bắt mấy cái thanh nổ này nè. Bữa nay nó khác là ở đây có cái thanh này. Khi sử dụng các skill của nhánh 2 gây sát thương, nó sẽ tăng cái nổ lên đó, tăng đến một mức nhất định là được phép sử dụng đó. Cái số 4 nè, trời ơi chiêu này nó hút quá trời nổ luôn, rồi lại phải cày nổ lên lại đó. Rồi chiêu chiêu này, đây là chiêu ở bên nhánh kia, nó xài hết cả nổ luôn á. Nói chung chỉ có chiêu ở nhánh ha, ai quên, chiêu nhánh máy đây. Chỉ có chiêu nhánh nhánh hai mới tăng được cái nổ, còn mấy chiêu nhánh một không được. Thôi nói qua bên kia đi rồi tí coi cái này về tiếp. Ủa sao bữa nay cái này vậy? À, cái này vô VVV nó không được. Thôi khỏi nói đi. Đây, cái này. Giờ cái nội tại này á, là sẽ cường hóa cái chiêu Beyond Time. Giảm thời gian của nó xuống. Ở trong PvE á, là chỉ còn 60 giây. Ở đây là 90. Mặc định của chiêu đó là hồ sao ở trong đây còn 90 vậy, ở ngoài PvE là 120 giây, nó giảm xuống còn 60. Rồi cái này thì nó sẽ cường hóa chiêu Night Tail Laser này, là cái thời gian hồi chiêu nó sẽ tích lại các điểm thành đây, nó tích 3 điểm rồi mình xài, rồi cái chờ một hồi nó tích lại điểm đến 3 là nó ngừng rồi. Đây chiêu này là nó cường hóa cho ulti nè. Khi mà sử dụng hồi trước đó là sử dụng lướt một cái là mất, nhưng bây giờ sử dụng rồi lướt xong thích làm gì làm, ulti vẫn cứ bắn như thường, khá là khủng khiếp. Rồi cái này chiêu laser cutter, à đúng rồi, nó được nâng cấp thời gian hồi chiêu cũng bị xóa bỏ luôn, thay vào đó là nó sẽ sử dụng cái nổ ở trên đây. Rồi ha, nói chung là sẽ có 3 chiêu xe nổ, 2 chiêu này với chiêu laser cutter đây. Hai chiêu này đây sẽ làm choáng hả, đúng không? Đây còn cái này vừa bắn hồi nãy á. Nói chung là chiêu số chiêu thứ hai bên này thì nó lại ít sử dụng ít nổ hơn, nổ cái nó bay ngược lại phía sau. Có thời gian hồi chiêu, chiêu số 6 cũng vậy. Rồi nhưng chiêu số sợ chiêu đầu của của nhánh 4 này là bắt buộc học học chiêu đầu của nhánh 4 này, nó sẽ sử dụng tất cả các độ luôn, hình như hết rồi.
chẳng còn cái gì. Đây thử cái này nè, nhánh một không thể gây tăng độ lên được, nếu không giúp tăng độ lên cái skill nhánh một. Rồi xong hết, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.